mua sắm không cần xem giá cả, cuối tuần đi nước ngoài nghỉ lễ, ở nhà đẹp, đi xe sang, cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Cuộc sống của những người có tiền, chỉ có bạn không nghĩ đến chứ không có gì họ không mua được. Bạn nghĩ rằng đây là một doanh nhân thành đạt sao? Không, đây là một nhóm học sinh. Câu chuyện xảy ra trong một ngôi trường quý tộc ở nước Mỹ. Đương nhiên những học sinh ở đây đều là những con nhà giàu. Xe hơi thương hiệu chỉ có thể xem như là thứ tối thiểu khi học ở đây. Tất cả bọn họ sinh ra đã đến vạch đích, không cần phải làm gì. Không cần nỗ lực, chỉ cần về nhà tiếp quản gia sản tỷ đô là được rồi. Che là một trong những người nổi bật nhất ở đó. Bởi vì cô có một người bố luật sư kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên từ nhỏ có một cuộc sống trong nhung lụa, hoàn toàn không biết khổ sở là gì. Đến luật giao thông cũng không biết, lái xe cũng chỉ dựa vào tâm trạng. Suy cho cùng đi đâu cũng có người giúp đỗ xe, thì có gì mà phải lo lắng chứ. Một lần, trong tiết biện luận gặp phải một câu hỏi khó, Che không thèm nghĩ, liền dùng một bữa tiệc để lấy làm ví dụ, khiến cho đối phương cứng miệng, đúng kiểu biện luận ngây thơ và ngớ ngẩn. Đương nhiên vì thế cô nhận lại được điểm C. Che không phục, muốn đi thuyết phục thầy giáo, không những không được còn bị nước ngoài cửa. Hết cách, cô cùng bạn thân đi mua sắm để giải tỏa. Trên đường, cô nảy ra một ý tưởng, tóc thầy giáo ít như thế, nhất định là thứ sự nồng nàn của tình yêu đây mà. Thế là lên một kế hoạch trong đầu, đi tìm người yêu cho thầy giáo, thuận tiện cứu vớt điểm số cuối kỳ của mình. Trải qua quá trình chọn lựa, mục tiêu của Che chính là một nữ giáo viên độc thân trong trường, vừa tặng thư tình, vừa tặng cà phê để thầy giáo có một tình yêu mà bỏ rất nhiều tâm tư. Đúng lúc đang đấu tranh cho điểm cuối kỳ, khi bố cô nhận được một phiếu phạt, ông bố phát hiện cô con gái chưa có bằng lái mà dám lái xe lung tung khắp nơi. Ông giáo huấn cho Che một trận, cảnh cáo cô, không có người bên cạnh, không được lái xe một mình. Thế làm sao mà được đây, Che nghĩ ngay đến một vị cứu tinh, con trai của người vợ trước của bố, là người anh không có một tí máu mù nào, Joji. Vì để giúp bố xử lý một vụ kiện, anh thời gian này ở nhà cô. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là anh em, nhưng quan hệ hai người rất bình thường. Bình thường không ở trong bếp cãi nhau thì chính là cãi nhau trên sofa. Đến lúc ăn cơm thì cũng hạ thấp đối phương. Mặc dù Joji vẫn là một người chưa trưởng thành nhưng không thích xem làm nũng, chỉ bất đắc dĩ trở thành người hộ tống em gái. Trên đường đưa Che đi học, hai người cũng không quên đấu võ mồm. Che nói với Joji, cô đến trường để làm việc tốt. Joji lại cảm thấy những việc cô làm cũng chỉ là vì bản thân mình. Còn bên kia, dưới sự nỗ lực của Che, hai giáo viên cuối cùng cũng ở bên nhau. Chìm đắm trong tình yêu, bọn họ cả ngày mặt tươi như hoa. Người ta đã nói, tâm trạng tốt thì làm gì cũng phóng khoáng. Tâm tình tốt, đừng nói là cải thiện thành tích cuối kỳ, đến bài tập về nhà cũng không có. Thế là các bạn học đều vô cùng cảm kích cô. Hóa ra, làm người tốt khiến người ta vui vẻ đến thế. Sau khi Che cảm nhận được điều này, quyết định sau này làm càng nhiều việc tốt hơn. Đúng lúc này, một học sinh chuyển trường tới thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy tên là Thea, ở trong học viện lớn này cô ấy ăn mặc vô cùng quê mùa. Các bạn học khác thể hiện sự khinh thường bạn mới. Nhìn thấy điều này, cô cảm thấy mình đến lúc ra tay rồi. Cô quyết định giúp Thea hòa nhập vào nơi đây. Ba người nhanh chóng trở thành một nhóm. Thea ở trong nhà ăn thì quen được một chàng trai chúng sơ thích trượt ván. Cuối tuần, Che đưa Thea về nhà giúp bạn thay đổi hình ảnh. Joji cảm thấy Che chỉ là đang chơi đùa thôi, vô cùng bất bình. Cô thể sẽ khiến Thea trở nên giống cô, nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Dưới sự chỉ đạo của Che, Thea thay đổi toàn tập, rất nhanh thu hút được sự chú ý của các bạn bè. Nhưng Che vẫn chưa thỏa mãn, muốn giúp Thea tìm bạn trai. Vì cô không hài lòng với anh chàng trượt ván ngốc nghếch kia, thế là một lòng muốn giới thiệu anh bạn Nick Kid của mình cho Thea. Trong bữa tiệc, cô vừa tách Thea với anh chàng trượt ván vừa nghĩ cách để Thea với anh bạn kia ở với nhau. Nhưng người bạn kia lại không mặn mòi với Thea. Sau khi tiệc tàn, cô vô cố gắng thế nào cũng không khiến anh ta đưa Thea về nhà. Anh ta cảm thấy hai người không hề tiện đường để có thể đi chung, mà lại lôi Che lên xe của mình. Trên xe, cô không ngừng liên thiên về ưu điểm của Thea để anh bạn hồi tâm chuyển ý. Nhưng không ngờ rằng anh bạn thế mà lại thích mình. Không chỉ như thế, anh ta còn tranh thủ cơ hội làm liều. Che xuống xe ngay lập tức, hai người cãi nhau một trận tung tóe. Anh trai nhà giàu lái xe đi thẳng để lại Che cô đơn ở lại. Gặp liên tiếp toàn chuyện xui xẻo, đúng lúc đang gọi taxi đột nhiên có một tên cướp đến. Tiền và điện thoại đều bị cướp đi hết. Che vô cùng ấm ức, chỉ còn giờ gì hò, nhận được điện thoại của cô thì lập tức đi đón. Vì chuyện này mà buổi hẹn hò của anh trai cũng hỏng bét. Về trường học, nhìn thấy đám con trai đi thành bầy, loè loẹt màu mè, Che cảm thấy không hề có cảm tình được với lũ này. Đúng lúc này một nam học sinh mới xuất hiện, Trees. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức bị xét ái tình đánh cho bốc cháy. Joji quyết định mặc kệ chuyện của Thea, tự tìm bạn trai cho mình trước. Đối phó với con trai ý mà, để cô ra tay. Vừa cố ý làm rớt đồ, vừa tự tặng mình sô-cô-la và hoa. Lại thường mặc những chiếc váy ngắn gợi cảm. Không ngoài dự liệu, Trees rất nhanh bị cô thu hút. Hai người còn hẹn nhau đi dự một buổi party. Buổi tối Trees đến nhà đón Che, khi bị Joji nhìn thấy tất cả. Lo lắng cho sự an nguy của em gái chưa hiểu chuyện, liền bỏ lại công việc đi theo. Trong bữa tiệc, Che với Thea phát hiện anh chàng bạn giàu có kia có mục tiêu mới. Mà Trees được con gái mời nhảy lại lập tức từ chối. Thế là cô lại càng tin tưởng, Trees là một good boy. Hai người đang chìm đắm trong điệu nhạc trong bữa tiệc. Bỏ rơi lại Thea bơ vơ, cũng may Joji đến gần mời cô cùng nhảy hòa cùng đám đông. Mà Joji nhìn thấy dáng vẻ của em gái và Trees đang nhảy múa thì tỏ ra đăm chiêu. Trên đường về nhà, bọn họ còn đặt đồ ăn cho ông bố luật sư đang tăng ca. Từ hôm đó, khoảng cách của hai người dần dần được kéo gần hơn không như nước với lửa ban đầu. Tình yêu của Che thì cũng rất thuận lợi. Cô mời Trees hẹn đến nhà, muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm.
Nhưng cho dù cô chủ động, ám thị thế nào, Chris đều không động đậy. Cuối cùng còn thẳng thừng đi về. Che nghĩ thế nào cũng không thông, chẳng nhẽ bản thân không xinh đẹp sao? Cô đem chuyện này nói cho bạn thân biết. Bạn trai của bạn thân cười nhạo, nói cho cô sự thật. Anh ta là gay. Không thể nào. Thật đó. Che bắt đầu tỉnh sau cơn say tình ngốc nghếch này. Hóa ra Chris tiếp cận Che cũng chỉ là vì muốn làm chị em với cô. Cô rất thất vọng nhưng vẫn muốn làm bạn bè với anh. Hôm sau hai người hẹn nhau đi dạo phố, không ngờ bắt gặp phải hai tên muốn ném Thier xuống dưới tầng. Chris nhanh chóng đến cứu người, Thier chạy lại ôm chầm lấy Che. Bởi vì gặp phải chuyện dị hợm như vậy, cô được mọi người vô cùng quan tâm. Nói khoa trương một chút thì chuyện này như một tin tức vô cùng ăn khách. Tất cả mọi người đều bao quanh cô, Che bên cạnh không nói chen được lời nào. Đến cả anh chàng trượt ván cũng đến tìm Thier. Nhìn thấy vị trí của mình bị Thier chiếm mất, Che trong thâm tâm vô cùng bực tức. Không những cãi nhau với Josie, mà lúc thi bằng lái vì tâm trạng không tốt nên thi trượt luôn. Sau khi về nhà, cô phát hiện Thier và Josie đang chơi cùng nhau. Thier nói với cô bản thân đã thích Josie, muốn cô giúp hai người thành một đôi. Che cảm thấy không thể được, cô cố gắng bôi bác Che để bạn tốt bỏ cuộc. Thier không những không từ bỏ mà còn cãi nhau với cô, hai người chiến tranh lạnh. Che đi dạo phố điên cuồng mua sắm để xả giận, nhưng không biết vì sao trong lòng lại luôn nhớ lại những khoảnh khắc mình và Josie. Che đột nhiên tỉnh ra, hóa ra thứ mình yêu nhất chính là khoảnh khắc thường ngày kia. Nhưng bất kể những lúc xảy ra chuyện đều là nhớ đến anh trai. Nhưng vì sợ Josie từ chối, cô không dám mạo hiểm theo đuổi, chỉ đành âm thầm ở bên cạnh Josie. Trong lúc làm việc, Thier không cẩn thận làm mất tài liệu của bố. Vị luật sư kia sau khi cãi nhau đã đập cửa bỏ đi, đổ hết trách nhiệm lên người Josie. Nhìn dáng vẻ tự trách mình của Josie, Che an ủi anh, bởi vì anh biết cô thật sự muốn giúp chứ không vì chơi đùa. Che lấy hết dũng khí hỏi Josie, thật sự ở đây vì muốn giúp bố sao? Josie đành thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô. Hai người hóa giải mọi thứ ở bên nhau. Thier cũng biết bản thân đã sai, chủ động đến xin lỗi Che. Hai người cuối cùng làm hòa như trước. Thier cũng nhìn rõ tình cảm của mình, cô trở thành bạn gái của anh trang trượt ván. Trong hôn lễ của thầy giáo, ba cô gái đang nói về hôn lễ của mình sau này. Trong lúc tung hoa, trong đám hỗn loạn ai cũng bon chen lao về phía trước, khiến cho những chàng trai đang ngồi bàn bên cười bò. Cuối cùng bộ phim, Che đã giành được hoa cưới cùng người mình yêu ở bên nhau. Bộ phim này được chuyển thể từ kiệt tác của tác giả Jane Austen. Chỉ là bối cảnh thời đại được chuyển từ thế kỷ 18 thành hiện đại. Tình tiết mặc dù đơn giản nhưng Che vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào vô tình trở thành một điểm sáng. Sau câu chuyện này tôi cũng hiểu ra, tình yêu có lúc không ở đâu xa, mà nó ở rất gần trong tầm tay, đợi chúng ta.